Các bạn thân mến, hôm nay mời các bạn tiếp tục cùng mình học tiếng Trung qua phim hoạt hình Buổi sáng của Mã Đinh, Mã Đinh de Zào Chén. Thì vì lý do bản quyền phim cho nên lần này mình sẽ chuyển từ cái hình thức xem phim sang một cái hình thức tương tự như là đọc truyện tranh. Hy vọng là không ảnh hưởng đến cái hứng thú học tập của chúng ta. Nội dung của phần trước thì chúng ta đã biết, đó là hôm nay Mã Đinh đã biến thành một con rồng. Và khi đến trường thì cậu ấy được các bạn rất là hâm mộ. Tuy nhiên cũng gặp rất là nhiều rắc rối. Và rắc rối lớn nhất hiện tại đó chính là có một con rồng khổng lồ từ trong lòng đất chui lên và thách đấu với cậu ấy. Mã Đinh đang tìm cách để từ chối cái lời thách đấu. Cậu ấy giải thích là kỳ thực có nghĩa là thật ra là tôi, bú sư, không phải là chân đờ lộng, chân đờ thật sự, chân đờ lộng, con rồng thật sự. Chí sư, wo bú sư chân đờ lộng, thật ra tôi không phải là con rồng thật sự. Chí sư, wo bú sư chân đờ lộng. Và Lana cũng góp sức để biện minh cho cậu ấy. Chân đờ, ai chìa ta chỉ có jīn tiān cài shì lóng. Chân đờ, ai chìa ta chỉ có jīn tiān cài shì lóng. Chân đờ, thật đấy. Ai chìa, nhi thả có nghĩa là hơn nữa, thêm nữa. Khi chúng ta muốn đưa thêm một cái bằng chứng, một cái chứng cứ, một cái luận điểm nào mới thì chúng ta sẽ dùng ai chìa. Và cái từ ai chìa nó sẽ thường nằm trong cái cấu trúc là vũ đàn ai chìa, có nghĩa là không những mà còn. Ví dụ như là ta vũ đàn chiên suy ai chìa hãy bù chỉ xa vân. Ta vũ đàn chiên suy, ông ấy không những chiên suy, khiêm hư có nghĩa là rất là khiêm tốn. Ông ấy không những khiêm tốn ai chìa mà còn hãy bù chỉ xa vân. Bác sĩ hạ vân có nghĩa là không ngại học hỏi cái người nhỏ tuổi, cái người thấp hơn mình. Ta bù đàn chiên suy ai chìa hãy bù chỉ xa vân. Ông ấy không những rất khiêm tốn mà còn không ngại học hỏi người dưới. Lana nói là chân đờ ai chìa ta chỉ có jīn tiān cài shì lóng. Ta cậu ấy chỉ có jīn tiān hôm nay cài shì mới là lóng, mới là rồng. Chân đờ ai chìa ta chỉ có jīn tiān cài shì lóng. Thật đấy, hơn nữa cậu ấy chỉ có hôm nay mới là rồng. Câu này nói đầy đủ là ta bù đàn bù shì chân đờ lóng. Cậu ấy không những không phải là rồng thật, ai chìa hơn nữa chỉ có jīn tiān cài shì lóng, hơn nữa chỉ có hôm nay mới là rồng. Quách Mạc cũng góp phần nói giúp. Ngày mai, ta hội, cậu ấy sẽ, sư là linh y chủng, lánh nhất chủng. Linh có nghĩa là khác, y chủng là một loại, một chủng. Linh y chủng, một loại khác. Linh y cái gì đó có nghĩa là một cái gì đó khác. Linh y cơ rẫn, lánh nhất cá nhân có nghĩa là một người khác. Linh y cơ sư dịa, một thế giới khác. Hay là một cái phương diện khác, một mặt khác. Thì là linh y phương diện. Linh y chủng sáng vụ, sáng vụ là sinh vật. Linh y chủng sáng vụ là một loài sinh vật khác. Tuệ, miễn thiên, ta hội sư linh y chủng sáng vụ. Đúng, ngày mai cậu ấy sẽ là một sinh vật khác. 明天他会是另一种生物，一只蚂蚁，一根绿草，或是沙发床。一只蚂蚁，蚂蚁跟伊拉讲根，认得过那了。只一只蚂蚁木讲根，一根绿草，绿草绿草跟伊拉搞散，一根绿草啦木根搞散，木根搞散，或是或啦沙发床。床上了硬啊，沙发床，等于那个 sofa bed， 个沙发硬。一只蚂蚁，一根绿草，或是沙发床，木公根，木公杆，或啦个 sofa 硬。一只蚂蚁，一根绿草，或是沙发床，和他争没有用的。和他争没有用的，和他争啊争。战跟你了战人战斗，和爱的争跟你了战斗为爱的啊，和他争。Tranh đấu với cậu ấy mấy yêu dùng đó mấy yêu không có dùng tác dụng à mấy yêu dùng không có ích gì hứa thá trấn mấy yêu dùng đó tranh đấu với cậu ấy không có ích gì đâu hứa thá trấn mấy yêu dùng đó con rồng vẫn không buông tha quy tắc 就是规则你必须接受决斗规则就是规则你必须接受决斗
规则规则就是规则，就是真了忘了，规则就是规则，规则忘了规则，我就是我，你就是你，每个人都有自己的活法，我就是我，对提了对，你就是你，安提了安。Nó nhấn mạnh một cái sự vật hay là một người gì đó không thể thay đổi được. Mỗi người, đều có tự chỉ đạo hóa pháp, đều có cái hóa pháp, cái hoạt pháp, tức là đều có cái cách sống của mình, tự chỉ đạo hóa pháp. 我就是我，你就是你。Mỗi người đều có tự chỉ đạo hóa pháp. Tôi là tôi, anh là anh. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Quy tắc 就是规则，规则 vẫn là quy tắc, không thể thay đổi được. 你必须接受决斗。Nhì bì suy tắc tu có nghĩa là bắt buộc phải. Ví dụ trong những cái công xưởng thì chúng ta thường thấy những cái biển báo nhắc nhở như thế này. Bì suy xí sổ, bì suy xí sổ. Tắc tu tải thủ có nghĩa là bắt buộc phải xí sổ, bắt buộc phải rửa tay. Bì suy tài an chuyển mạo, bì suy tài an chuyển mạo. Có nghĩa là bắt buộc, bì suy tài đeo cái an chuyển mạo, cái mũ bảo hộ, mũ an toàn. Hay là bì suy thay đại khẩu trọng.必须佩戴口罩 bắt buộc phải 佩戴 phải đeo khẩu trang 口罩 thì 必须 có nghĩa là bắt buộc phải 你必须 cậu bắt buộc phải 接受 tiếp thu có nghĩa là chấp nhận nhận lời như là 接受邀请 接受邀请 tiếp thu 邀请 có nghĩa là chấp nhận cái lời mời 接受请求 chấp nhận cái thỉnh cầu 接受提议 tiếp thu đề nghị có nghĩa là chấp nhận một cái lời đề nghị nào đó ngoài ra cái chữ 接受nó còn có cái nghĩa là nhận lấy cái gì đó từ người khác. Ví dụ, 接受任务, tiếp nhận cái nhiệm vụ do ai đó giao cho mình. 接受任务, 接受礼物, tiếp nhận cái quà tặng, cái lễ vật. 接受帮助, nhận cái sự giúp đỡ từ ai đó. 接受决斗, chấp nhận quyết đấu, nhận lời quyết đấu. 规则就是规则, 你必须接受决斗. 规则就是规则, 你必须接受决斗。Các bạn nhỏ rất lúng túng, Martin tìm cách để hoãn bình. Cậu ấy nói là Rằng tôi xin xin Quay phẩu Hảo à Rằng tôi xin 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 có nghĩa là suy nghĩ Xin xin có nghĩa là suy nghĩ một lát, một chút. Rằng tôi xin xin để tôi suy nghĩ một lát đã. Và Quay phẩu Quay phẩu chạy nhanh lên. Con rồng kêu lên là Wow, hảo à Wow, hảo à được lắm. Rằng tôi xin xin Quay phẩu Lúc này thì thầy quản lý bất ngờ xuất hiện. Thầy ấy không nhìn thấy các bạn nhỏ và con rồng mà chỉ nhìn thấy cái đuôi của con rồng. Thầy ấy nghĩ ngay đến Mã Đinh. Mã Đinh, Mã Đinh, càng khoai của hồi lại. Mã Đinh, Mã Đinh, càng khoai kêu của hồi lại. Mã Đinh, Mã Đinh, Mã Đinh, càng khoai kêu của hồi lại. Càng khoai kêu của làm gì đó. Có nghĩa là làm gì đó cho tôi. Mau, 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 càng khoai làm gì đó cho tôi. Như là càng khoai kêu của sang chữ. Càng khoai kêu của sang chữ. Mau đi lên kia cho tôi. Hay là càng khoai kêu của số. Số có nghĩa là lục soát. Càng khoai kêu của số. Lục soát cho ta. Mau lục soát cho ta. Càng khoai kêu của hồi lại. Mau quay lại đây cho tôi. Mã Đinh, Mã Đinh, càng khoai của hồi lại. Ờ, sửng khoai công cộng trang sổ, cho hồi mã phán đà là. Xuân hoài công cộng trang sổ, trời hồi mã phán đà là. Xuân hoài, tổng hoài có nghĩa là phá hoại. Công cộng trang sổ, công cộng, trường sở. Công cộng có nghĩa là công cộng luôn. Trường sở, một cái nơi, một cái công trình. Công cộng trang sổ, nơi công cộng, công trình công cộng. Xuân hoài công cộng trang sổ, phá hoại công trình công cộng. Trời hồi mã phán đà là. Trời hồi, hồi có nghĩa là lần, giống như sự. Trời hồi mã phán đà là. Lần này thấy mã phản có nghĩa là phiền phức. Phiền phức chúng ta nói là mã phản. Chú ý chữ phản khi mà phía sau nó không có từ ngữ gì khác đọc nói theo thì chúng ta đọc cái chữ phản này chúng ta đọc nhẹ thôi, đọc là mã phản. Mã phản, trào mã phản, trào là tìm. Trào mã phản có nghĩa là chút phiền phức, gây phiền phức. Mã phản gì là khi chúng ta muốn nhờ ai đó có thể nói cái câu là làm phiền bạn rồi, phiền phức cho bạn rồi. Mã phản gì là, mã phản gì là chúng ta làm gì đó mà chúng ta ngại phiền phức, chúng ta sợ phiền phức thì có thể nói là xiến mã phản. Xiến mã phản thì ma phiền có nghĩa là ngại phiền phức. Mã phản ta là mã phản và phía sau nó có bổ ngữ ta là có nghĩa là phiền phức lớn rồi. Trời khỏi mã phản ta là lần này phiền phức lớn rồi đây.
损坏公共场所，这回麻烦大了。发坏内公共，lần này phiền phức lớn rồi đây. Cái chữ ở đây nó chỉ là một cái từ ngữ khí thôi. Sửng hoài công cộng trang sổ, chào hồi mà phán đà là. Yê gái yếu rèn chung xin lại quản lý chê sổ xuế xào là. Yê gái yếu rèn chung xin lại quản lý chê sổ xuế xào là. Yê cũng à, gái là nên. Gái yếu rèn, nên có người chung xin trùng tăng. Chung là chỉ sự lập lại. Tăng là mới. Chung xin có nghĩa là lập lại một cái mới, làm lại một cái mới. Hay là làm lại từ đầu. Wang diao quá chữ, chung xin khai sử. Wang diao, vong liệu là quên đi. Quên đi quá khứ. Wang diao quá chữ, chung xin khai sử. Trung tăng khai thủy có nghĩa là bắt đầu, lại từ đầu, làm lại từ đầu. Chung xin lại quản lý. Chung xin lại có nghĩa là làm lại từ đầu. Cái chữ lại ở đây có nghĩa là làm một cái gì đó, tiến hành một cái gì đó. Quản lý có nghĩa là quản lý luôn. Chung xin lại quản lý lại từ đầu. Chê sổ xuế xào, xuế xào học hiểu là trường học. Và lượng từ của nó là sổ. Chê sổ xuế xào có nghĩa là cái ngôi trường này. Lọ, ở đây nó là một cái ngữ khí. Rồi, đấy. Yê gái yếu rèn chung xin lại quản lý chê sổ xuế xào là. Yê gái yếu rèn chung xin lại quản lý chê sổ xuế xào là. Cũng nên có người quản lý lại cái trường này rồi. Và quay lại với các bạn nhỏ thì đang chạy trốn con rồng. Và Mã Đinh hỏi Quách Mặc là 骑士，你有主意吗？没有，抱歉。马振豪了，骑士，你有主意吗？我马哲乐了，没有，抱歉。骑士给谁？你有搞个主意吗？这意呢，发音对了，意，但是中句主意，它这个意呢，读太轻，所以就主，我们读啊，变调成单音，读了主意，不读了主意啊，主意，意思是意想，还是某个计划什么？ví dụ như là hào chú ý, hào chú ý có nghĩa là một cái ý tưởng hay, một cái idea hay. À, ngược lại là hoài chú ý có nghĩa là một cái ý tưởng tồi. Khi chúng ta quyết định một cái việc gì đó, lựa chọn một điều gì đó thì chúng ta gọi là nã chú ý, nã chú ý quyết định. Khi ta bày cho ai đó một cái kế sách, đề xuất một cái ý tưởng gì đó thì gọi là chu chú ý, xuất chú ý. Ní yêu chú ý mà, ní yêu chú ý mà. Cậu có ý tưởng gì không? Mấy giờ không có. Bảo chen, bảo kiểm. Bảo là ôm, chen là lỗi. Bảo chen có nghĩa là xin lỗi. Thì nó đồng nghĩa với tuệ bù chỉ, có nghĩa là xin lỗi. Hay là bù hào ý sử, bất hào ý tứ có nghĩa là ngại quá. Bảo chen, tuệ bù chỉ, bù hào ý sử đều là những cái cách nói xin lỗi thông thường. Chí sư, nì yêu chú ý mà? Mấy giờ, bảo chen. Các bạn chạy tiếp đến một nơi có cái cánh cửa. Dẫu trê biên, đi bên này, trê biên, biên này, dẫu trê biên. Dẫu trê biên. Các bạn mở cánh cửa và đi vào trong phòng. Đây có vẻ như là một cái phòng bếp của trường. Khoai, tha lại lạ. Quân mặt vội kêu lên là Khoai, tha lại lạ. Khoai, nhanh lên. Tha là nó lại lạ. Đến rồi, nó đến rồi. Và cậu lập tức mở một cánh cửa của một cái tủ để mà trốn vào trong đó. Nhưng hình như đây là một cái tủ lạnh. Còn Mã Đinh và Lana thì trốn vào trong một cái tủ bếp. Con rồng cũng đã dò theo và mở cửa ra. Khi nó nhìn quanh thì nó thấy có một cái tà áo kẹp ở bên ngoài cái cửa tủ. Nó liền mở cánh cửa tủ ra và phát hiện ra Lana. Lana nói với Mã Đinh là Tua hào lạ. Tua đó có nghĩa là trốn. Hào lạ. Tua hào lạ. Hào lạ có nghĩa là làm cái việc gì đó cho nó cẩn thận, cho tốt. Tua hào lạ, trốn cẩn thận nhé. Khi bảo ai đó hãy làm gì đó cho tốt thì chúng ta có thể đặt cái chữ hào lạ ở sau cái động từ đó. Tua hào lạ. Tua hào lạ có nghĩa là ngồi cho vững, ngồi cho ngay. Lìa chưa yào chỉ động lạ. Lìa chưa có nghĩa là cái liệt xa có nghĩa là cái đoàn tàu. Yào chỉ động, yào sắp chỉ động, khởi động lạ. Rồi. Tua hào lạ, lìa chưa yào chỉ động lạ. Ngồi cho vững nhé, đoàn tàu sắp khởi động rồi. Hay là Khan hào lạ, xem cho rõ. Wo zhi jiao yi bian. Wo zhi jiao yi bian. Bố chỉ dạy một lần thôi. Thính hào lạ, nghe cho rõ đây. Nǐ yī dìng yào xìng fú. Nǐ yī dìng yào, bạn nhất định phải xìng fú, phải hạnh phúc. Tuo hào lạ. Tuo hào lạ, trốn cẩn thận nhé. Và con rồng đã bắt Lana ra ngoài, nhưng nó không phát hiện ra Mã Đinh và Quách Mặc. Mã Đinh在哪里? Mà tính tại nà lì.
马丁ở đâu hả? Lana hét lên là, 不知道。马丁在哪里？不知道。马丁，如果你不来和我决斗的话，我就……马丁，如果你不来和我决斗的话，我就吃了他。马丁，马丁，如果你的的话，có nghĩa là nếu như, à, 如果你不来和我决斗的话，你不来，cậu không đến, 和我决斗, quyết đấu với tôi, 和ai đó làm gì đó, có nghĩa làm gì đó, với ai đó, à, 和我决斗, quyết đấu với ta, 如果你不来和我决斗的话, nếu cậu không đến, quyết đấu với ta, 我就, thì ta, 吃了他, à, 吃là ăn, à, 吃他, ăn cậu ấy, 吃了, cái chữ là ở đây nó có cái tác dụng gì?Thì chữ là ở đây nó có tác dụng là nó có nghĩa là làm cho cái sự vật đó nó biến mất đi. Ví dụ như là phong là thả, à, phong là phóng, có nghĩa là phóng thả nó đi, giống như phóng sinh. À, phong là thả, thả nó đi. Xin nhì phong là thả, xin bạn hãy thả nó đi. Hay là 我会忘了你, à, 忘了, à, 忘了. Ở đây nó không có nghĩa là quên rồi, mà là quên đi, quên mất đi. 我会, tôi sẽ 忘了你, tôi sẽ quên bạn đi.他要砸了那家店，他要砸了那家店，砸có nghĩa là đập phá,砸了, đập cho nó biến mất đi. 他要砸了那家店, hắn ta muốn đập nát cái cửa tiệm đó. Thì chữ là nó có nghĩa là làm cho cái sự vật đó nó biến mất đi. Ở đây 吃他, à, 吃了他, có nghĩa là ăn mất cô ấy. Martin, 如果你不来和我决斗的话, 我就吃了他. Martin, nếu cậu không đến quyết đấu với ta, thì ta sẽ ăn cô ấy mất.ăn mất cô ấy. Mã Đinh, nếu quả nhi 不来和我决斗的话，我就。Trở lại với là thầy quản lý thì thầy đang gọi điện cho một ai đó. 我要找学都，谈高校长不称职的事。好的，我等吧。我要找学都，谈高校长不称职的事。好的，我等的。我要找学都，我要找 tôi muốn tìm, tức là tôi muốn tìm gặp 学都 học đốc. Thực ra từ này phải dùng làTu xuyên mới đúng, à, tu xuyên là đốc học. Đốc có nghĩa là đôn đốc quản lý, kiểm tra. Đốc học có nghĩa là cái thanh tra giáo dục của phòng, của bộ. 我要找学都, tôi muốn gặp thanh tra. Thán cao xiao trọng, bu chân trí đa sĩ. Thán, đàm, có nghĩa là bàn cái chuyện gì đó. Thán cao xiao trọng, bu chân trí đa sĩ. Chân trí, xứng chức có nghĩa là tròn trách nhiệm. Xứng với cái chức vụ mà mình đang đảm đương. Rú hờ tăng y cơ chân trí đa ba bạà, rú hở, làm thế nào để tăng ý cơ, để làm một cái bà bà, một ông bố chân trí tờ bà bà, một ông bố đạt yêu cầu, một ông bố tròn trách nhiệm. Cao xiao trọng bu chân trí có nghĩa là hiệu trưởng cao không tròn trách nhiệm, làm việc tắc trách. Thán cao xiao trọng bu chân trí tờ sự, sự là sự việc. Thán gì đó, tờ sự có nghĩa là bàn về cái việc gì đó. 我要找学都, thán cao xiao trọng bu chân trí tờ sự, tôi muốn gặp thanh tra giáo dục, bàn về chuyện hiệu trưởng cao tắc trách, không tròn trách nhiệm.好的，我等的。Đầu dây bên kia yêu cầu đợi và thầy quản lý nói là 好的, được rồi, 我等等. Chữ 等 là đợi, 等等 có nghĩa là đợi một lát, đợi một chút. 等 phía sau chúng ta đọc thanh nhẹ, đọc thành 等等. 我要找学都，谈高校长不称职的事。好的，我等吧。嘿嘿，谁来当校长呢？当然我了，我可以当校长啊。谁来当校长呢？当然我了。我可以当校长啊，谁来？哎，就来啊！这公有你问啊，丁汉来不记得啊？谁来当校长？当 là làm đảm đương một chức vụ gì đó, đương hiệu trưởng, 当校长 làm hiệu trưởng. Và chính đó ở đây là ngữ khí nhỉ? 谁来当校长呢？ Ai lên làm hiệu trưởng đây? 当然我了，当然đương nhiên 我 tôi rồi, 当然我了đương nhiên là mình rồi. 我可以当校长啊，我可以。Ta có thể, mình có thể, tăng xiao trọng, làm hiệu trưởng. Sẽ lại tăng xiao trọng nè? Tăng ra quả là, quả có gì tăng xiao trọng à? Quay lại với phòng bếp của trường. Lúc này Mã Đình đã chui ra khỏi tủ bếp và mở cửa tủ lạnh cho Quách Mạc. Quả sư nô phụ, quả sư nô phụ, quả sư nô phụ, quả sư Mã Đình nói là, quả sư nô phụ, nô phụ, nọ phụ, nọ có nghĩa là nhát gan, yếu đuối, hèn nhát. Phụ là người đàn ông, nô phụ.Một người đàn ông hèn nhát. 我是个懦夫, tớ là một kẻ hèn. 只有懦夫才向命运屈服. 只有懦夫, chỉ có kẻ nhát gan yếu đuối thì mới
向命运屈服，向记得屈服，更言了屈服之记得，而且呢命运亡门说法，只有懦夫才向命运屈服，只có kẻ yếu đuối mới khuất phục trước số phận. Và Woodmark vừa rung lấy bẫy trong tủ lạnh vừa trả lời là 我也是, 而且我冻死了, 我也是, mình cũng vậy, 而且, hơn nữa, thêm nữa là chúng ta vừa mới học, 而且, 我冻死了, 冻, đông có nghĩa là lạnh, 冷冻食品, 冷冻thực phẩm, có nghĩa là thực phẩm đông lạnh, 果冻, quả đông,có nghĩa là thạch trái cây, khi cái thạch nó lạnh lại, nó đông lại thì nó thành cái quả đông, nó thành cái thạch trái cây. Tông trắng cổ, thử nói khi mà chúng ta cảm thấy lạnh, gọi là lạnh co ro, lạnh co ro cúm rúm thì gọi là tông trắng cổ, lạnh, lạnh co lại giống như là con chó thì gọi là tông trắng cổ. Tông sử lọ, sử lọ, chết rồi, chết mất. Ủa tông sử lọ, tớ lạnh chết đi được. Ủa sư cơ nô phụ, ủa yên sư rơ chú cơ tông sử lọ. Ủa sư cơ nô phụ, ủa yên sư, ở chế ủa tông sử lọ, tớ là một kẻ hèn.Tớ cũng vậy, hơn nữa tớ lạnh chết đi được, tớ lạnh sắp chết rồi. Chúng ta làm sao? Cảnh sát không tin tưởng chúng ta. Mà đừng nói là chúng ta làm sao? Làm sao? Làm thế nào? Chúng ta làm sao? Tụi mình làm sao đây? Phải làm gì đây? Quát mặt nói là cảnh sát không tin tưởng chúng ta. Cảnh sát là cảnh sát, không tin tưởng, có nghĩa là sẽ không đâu, không tin tưởng chúng ta, tin là tin tưởng. Cảnh sát không tin tưởng chúng ta.Cảnh sát sẽ không tin chúng ta đâu. Chúng ta làm sao đây? Cảnh sát không tin chúng ta. Dù sao, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi bây giờ phải đi cứu Luna. Mà đừng nói là, phản chứng, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi bây giờ phải đi cứu Luna. Phản chứng, phản chính. Phản và chính là hai mặt của một vấn đề. Khi chúng ta nói là phản chứng, thì có nghĩa là dù sao thì, dù gì thì, chỉ một cái sự thật mà không thể thay đổi được.反正喝水都胖，干嘛不喝珍珠奶茶？反正又一天喝水都胖 ，uống nước cũng mập, uống nước cũng béo, 干嘛不 ？vì sao không？ 喝珍珠奶茶 ，uống trà sữa trân châu。反正喝水都胖，干嘛不喝珍珠奶茶？又一天 uống nước cũng béo, sao không uống trà sữa trân châu？ 反正又一又烧腿，这事儿事儿来事儿，这事儿 việc này都是đều là。我的错，错，sai lầm, 我的错, sai lầm của tớ là do tớ. 反正这事都是我的错, dù gì thì việc này đều là do lỗi của tớ. 我现在, tớ bây giờ, 要去救 Luna, 要去救, cần phải đi cứu, 救, cứu, Luna, hay là Luna, đều được. 反正这事都是我的错, 我现在要去救 Luna. Dù sao thì việc này đều là do lỗi của tớ, bây giờ tớ phải đi cứu Luna thôi.反正这事儿都是我的错，我现在要去救罗娜。马丁万岁！你是真正的骑士啊、哦！我是说真正的龙。What Mark Raylan？ 马丁万岁！你是真正的骑士，我是说真正的龙。马丁万岁！万岁！王对。Chúng ta thường hay thấy à những cái quần thần thường hô tung hô cái vị vua vị bệ hạ của mình là vạn xuệ vạn tuế, có nghĩa là vạn tuổi, để cầu chúc cho cái vị vua đó sống lâu và cầu chúc cho vương quốc đó trường tồn. Thì cái chữ vạn xuệ này nó dùng để tung hô, hoan hô muôn năm. Mã tính vạn xuệ, mã đình muôn năm, mã đình thật tuyệt. Nhi sư chân chân đà chí sư, chân chân đà chân chính đích, có nghĩa là thật thụ, thật sự là cái gì đó. Nhi sư chân chân đà chí sư, cậu là một kỳ sĩ thật thụ.Bây giờ thì Quách Mạc không tự nhận mình là kỵ sĩ nữa, mà nói Mã Đinh là một kỵ sĩ thật thụ. Nhi sư chân chân đà chí sư, wo shi shuo chân chân đà long, wo shi shuo, có nghĩa là khi chúng ta muốn đính chính cái lời nói của mình, ý tớ là, ý tôi là, wo shi shuo, ý tớ là chân chân đà long, một con rồng thật thụ. Mã Đinh vạn xuê, nhi sư chân chân đà chí sư, à, wo shi shuo chân chân đà long, wo shi shuo zhen bang, wo shi shuo.Ý tớ muốn nói là chân bằng, bằng có nghĩa là giỏi, cừ. Khi muốn khen ai đó là cậu thật là cừ khôi, cậu thật là giỏi, thì chúng ta có thể nói những cái cụm như là bằng bằng tạ, bằng bằng tạ, hay là nhì chân bằng, cậu thật giỏi. 我是说真棒. Tớ muốn nói là cậu rất là cừ. 我是说真棒. Vừa nói thì Quách Mặc vừa vỗ mạnh vào người của Mã Đinh, khiến cho Mã Đinh ho sặc sụa, và mỗi lần ho như vậy thì Mã Đinh sẽ phun ra lửa. Quách Mặc nói tiếp là
我陪你去吧，这样更保险一些。真够朋友郭沫。我陪你去吧，这样更保险一些。我陪你去吧，陪爱到南边的，跟你俩共爱到南边的。我陪你去吧，得你更高呢，这样更保险一些。这样你为你太奶奶更保险一些，保险保险，那跟你俩保险。Tức là cái bảo hiểm mà chúng ta thường đóng để phòng khi rủi ro như là y liệu bảo hiểm. Y liệu bảo hiểm có nghĩa là bảo hiểm y tế. Và nó cũng có nghĩa là đảm bảo an toàn. Bảo hiểm quệ. Bảo hiểm quệ, bảo hiểm cửa có nghĩa là cái két sắt, cái tủ an toàn, gọi là két sắt. Và cái nghĩa giống như trong phim vừa nói, đó nó có nghĩa là an toàn, yên tâm. Làm như thế này thì bị giàu khá là bảo hiểm. Yên tâm, khá là an toàn. Chứ càng bảo hiểm một chút. Càng bảo hiểm một chút. Càng ghi đó, một chút có nghĩa là càng hơn. Thà lẻ, sấy cơ tử, càng cao một chút. Thà lẻ, hai người bọn họ thì sấy, ai, cơ tử, cái thân hình, cái chiều cao, càng cao một chút. Cao là cao, cao hơn một chút, càng cao một chút. Và cần hoặc là y xe chúng ta có thể lược bỏ một trong hai có thể nói là thà lẻ sấy cơ tử cao y xe hay là thà lẻ sấy cơ tử cần cao đều có nghĩa là hai người họ thấy ai cao hơn. Chứ rằng cần bảo hiểm y xe như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn, sẽ yên tâm hơn. Mà đừng nói là chân cầu phẳng yêu của mộ cầu có nghĩa là đủ. Và khi chúng ta nói là cầu phẳng yêu có nghĩa là đáng mặt bạn bè. Cầu xiong đi, đáng mặt anh em. Cầu cơ mở, cái chữ cơ mở nó cũng có nghĩa là anh em, bạn bè. Cầu y chỉ, thật là nghĩa khí, có nghĩa khí. Trân cầu phẳng yêu cô mộ, cậu đúng là bạn tốt, quất mặt à. Ở phải nhìn chú bà, chứ ăn cưng bảo hiểm ý. Trân cầu phẳng yêu cô mộ. Và hai bạn bắt đầu đi xuống lòng đất từ cái hố mà con rồng đã tạo ra. Đến một nơi có rất nhiều dung nham nóng chảy. Quất mặt kêu lên là Ai, chân đi hào trâu à. Ừ, wow, 这里好臭啊，好臭。Xú có nghĩa là thối. Nó trái nghĩa với xăng là thơm, chou là hôi, xăng là thơm. 这里好臭啊, ở đây thối quá. Và vừa đúng lúc đó thì quất mặt phát hiện ra con rồng và Lana cho nên mới kêu mà lên là 在那里, ở bên kia. Ai, 这里好臭啊。在那里。Ở cách đó không xa thì con rồng và Lana đang ngồi trò chuyện với nhau. Tôi刚才有点粗暴落你. Con rồng nói, tôi刚才. Căng thái có nghĩa là lúc vừa rồi. Tôi刚才, lúc nãy, ta, có点 hơi, thô bạo. Thô là vụng về, bạo là mạnh, thô bạo. Thô bạo có nghĩa là thô bạo, lỗ mãng, xinh chính, thô bạo. Tính tình thô bạo thì có nghĩa là tính tình thô bạo luôn. Thái độ thô bạo, thái độ thô bạo, thái độ lỗ mãng. Thô bạo đối đãi, thô bạo đối đãi, có nghĩa đối đối xử với ai đó có rất là thô bạo. 我刚才有点粗暴落你. 我刚才有点粗暴. Lúc nãy ta có hơi thô bạo. 落你. Con rồng đã nói nhầm tên của Lana. Cô bé đính chính lại là 罗娜. 我刚才有点粗暴落你. 罗娜. Lúc nãy ta có hơi thô bạo. Lani, là Lana. Xin phang xin lùa nà, tôi một điểm cũng không muốn ăn. Xin phang xin lùa nà, tôi một điểm cũng không muốn ăn. Xin phang xin, 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 phang xin, phong tâm, yên tâm, xin hãy yên tâm. Xin phang xin lùa nà, xin hãy yên tâm Lana. Tôi một điểm cũng không muốn ăn. Một điểm cũng không, có nghĩa là không hề chút nào. Một điểm cũng không lệ, không mệt chút nào. Y điểm也不麻烦, không phiền chút nào. Y điểm也不在乎, không để ý, không để bụng chút nào. Y điểm也不怕, không sợ chút nào. 我一点也不想吃你, 想吃你, muốn ăn cô. 我一点也不想吃你, ta không muốn ăn cô chút nào. 请放心罗娜, 我一点也不想吃你, 但是根据规则只有一条龙来看守宝物。但是根据规则只有一条龙来看守宝物。但是nhưng mà căn cứ quy tắc, căn cứ theo quy tắc, căn cứ quy tắc, chỉ có một con rồng, một con rồng, lại tiến hành làm cái gì? Canh sổ bảo, canh sổ, thì nó cũng giống như là
守卫có nghĩa là canh giữ à, trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu cái từ守卫,守卫边疆, canh giữ biên cương, hay là守卫皇宫, canh giữ hoàng cung. Thì canh sổ nó cũng giống như vậy, nhưng mà canh sổ thì nó ở mức độ nó đơn giản hơn. Sổ về nó thường dùng cho binh lính, quân đội. Còn canh sổ nó chỉ có sự canh giữ quy mô nhỏ hơn. Canh sổ san liễn, canh giữ núi rừng. À, các bạn chú ý là cái chữ này chúng ta đọc canh chứ không phải đọc canh như bình thường. Trong từ canh sổ thì chúng ta đọc canh, thì canh lúc này nó có nghĩa là trông giữ. Canh sổ san liễn là canh giữ núi rừng, canh giữ sơn lâm. Canh sổ mảnh hụ, canh giữ cái nhà cửa. À, những chú chó của chúng ta thì có thể trông nhà, tức là nó có thể canh sổ mẫn hụ. Canh sổ bảo vũ có nghĩa là trông giữ cái báu vật, bảo vật. Tại sao cái quy tắc chỉ có một con lồng lại canh sổ bảo vũ? Tại sao cái quy tắc chỉ có một con lồng lại canh sổ bảo vũ? Nhưng mà theo quy tắc, căn cứ theo quy tắc thì chỉ có một con rồng trông giữ báu vật thôi. Tan đào thì là gì bảo vũ? Lần này hỏi là tan đào thì là gì bảo vũ? Tan nhưng mà đào thì đáo để có nghĩa rốt cuộc cuối cùng. Cái cách dùng thứ nhất á, để hỏi ai đó hay hỏi một cái việc gì đó là rốt cuộc cái kết quả nó như thế nào. 这次夏令营你到底参加不参加？这次夏令营，cái lần夏令营hạ lệnh, doanh hạ lệnh có nghĩa mùa hè, doanh là doanh trại đi cắm trại,夏令营là đi cắm trại mùa hè, trại hè. 这次夏令营dịp trại hè lần này như tao thì cậu rốt cuộc là tham gia bù tham gia, có tham gia hay là không tham gia. Khi mà đối phương do dự chưa có đưa ra câu trả lời thì có thể dùng câu này như tao thì tham gia bù tham gia, rốt cuộc là cậu có tham gia hay là không. Và dùng trong câu trần thuật thì nó cũng có nghĩa là cuối cùng thì. 我东翻西找到底把这本书找到了。我东翻西找东翻西找东翻西找có nghĩa là lục tung khắp nơi, lục đằng đông lục đằng tây. 我东翻西找tôi lục tung khắp nơi, 到底 cuối cùng thì 把这本书找到了đã tìm ra cuốn sách này rồi. 到底是什么宝物 rốt cuộc là báu vật gì? 但到底是什么宝物？我在这里既没看到宝石，也没看到金子。我在这里既没看到宝石，也没看到金子。我在这里，还是我在这里 tôi ở đây。既没看到宝石，也没看到金子。ở đây chúng ta có câu trú là 既也 có nghĩa là đã lại còn, nó chỉ hai cái điều kiện nó song hành với nhau, dữ kiện nó song hành với nhau. À, ví dụ 他多才多艺，既会跳舞也会唱歌。他多才多艺，cô ấy đa tài đa nghệ, rất là nhiều tài lệ gọi là đa tài đa nghệ. 既会跳舞 đã biết khiêu vũ, 也会唱歌 lại còn biết hát hò. 既没看到也没看到, không nhìn thấy cái này cũng không nhìn thấy cái khác. À, ở đây là 既没看到宝石, bảo thạch có nghĩa là đá quý. 也没看到金子, 金子 kim tử có nghĩa là vàng. 我在这里 既没看到宝石, 也没看到金子. Ở đây tôi chẳng nhìn thấy đá quý, cũng không thấy vàng. Thì rốt cuộc là báu vật gì? 我在这里既没看到宝石, 也没看到金子. Con rồng cười lớn. 哈哈哈哈，不，我看守的可是无价之宝啊，是。不，我看守的可是无价之宝啊，是不空。我看守的，我看守的，更言了，我看守的宝物。cái bảo vật mà ta 看守 bảo vật mà ta trông giữ thì 可是无价之宝。cái chữ 可是 ở đây nó dùng để nhấn mạnh, không nghĩa là quả thật là, thật sự là, ví dụ như là 他家媳妇那个贤惠，可是百里挑一。他家媳妇。À, 媳妇 tức phụ có nghĩa là nàng dâu, một cách khác để gọi vợ, lão phụ. 他家媳妇 vợ của anh ấy 那个贤惠, 贤惠có nghĩa là đảm đang, giỏi giang. À, nói về cái sự giỏi giang, cái sự đảm đang của vợ anh ấy. 他家媳妇那个贤惠 可是quả thật là 百里挑一, bất lý khiêu nhất có nghĩa là trăm người mới có một, rất là hiếm có. 可是无价之宝 vô giá chi bảo.Đây là một câu thành ngữ, nó chỉ cái báu vật vô giá. 可是无价之宝啊。不，我看守的可是无价之宝啊。Không, vật mà ta trông giữ là báu vật vô giá cơ. 不，我看守的可是无价之宝啊。是。Nhưng con rồng đã quên mất đó là cái gì? 是很神秘的东西。一定是忘记了。是很神秘的东西。很神秘。thần bí. Có nghĩa là rất.khó hiểu, khó đoán, rất là huyền bí. Ví dụ như là 神秘的宇宙,
thần bí đích vũ trụ huyền bí, chúng ta khó mà tìm hiểu hết được. Sẩn mì tà sân liễn, thần bí đích xâm lâm, có nghĩa là cái rừng rậm huyền bí, không biết bên trong có những gì. Ngoài ra có từ sẩn mì cản, là cảm giác huyền bí. Khi chúng ta thấy một ai đó rất thâm sâu khó đoán, thì đó là cái cảm giác huyền bí. Sẩn mì cản, hẳn sẩn mì tà đồng xì, là một cái đồ vật rất là huyền bí, một thứ rất thần bí. Lan Na nói là, nhì ý định sư vọng gì đó. Nhì ý định sư, ý định, nhất định là, ý định sư vọng gì đó. Vọng ký liệu, có nghĩa là quên rồi. Trong phần trước chúng ta tìm hiểu là gì đó, là nhớ. Không nhớ thì có những cụm như là gì bù đó hay là bù gì đó. Ngoài ra, có thể nói đơn giản là vọng gì, là quên. Nhì ý định sư vọng gì đó, nhì ý định sư vọng gì đó. Ông nhất định là quên mất rồi.是你的东西你的是忘记了不应该承认年纪大了脑子记不住事了应该承认应该了nên该还是应该就可以了nên làm gì đó承认thừa nhận có nghĩa là thừa nhận công nhận承认错误thừa nhận thất ngộ thừa nhận cái sai lầm 我承认我自卑 đây là lời một cái bài hát 我承认我自卑 tôi thừa nhận là tôi tự ti. Ngoài ra cái chữ 承认 nó còn có nghĩa là công nhận. Ví dụ là 国家承认的证书 có nghĩa là cái 证书 cái văn bằng chứng thư cái chứng chỉ do quốc gia công nhận 国家承认的证书 应该承认 phải thừa nhận nên thừa nhận 年纪大了 niên kỷ có nghĩa là tuổi tác 年纪轻轻 niên kỷ chinh chinh, niên kỷ khinh khinh có nghĩa là tuổi nhỏ, khinh có nghĩa là nhẹ, niên kỷ chinh chinh có nghĩa là nhỏ tuổi, tuổi trẻ, xiao xiao niên kỷ, tương tự như vậy, tiểu tiểu niên kỷ có nghĩa là tuổi nhỏ, tuổi còn rất nhỏ. Khi mà đã có tuổi, đã lớn tuổi, trung niên trở lên thì có thể nói là sang là niên kỷ, thượng liễu niên kỷ, lên tuổi rồi. Tuổi già, càng ngày càng già đi thì gọi là niên kỷ lão mai, mai là tiến tới, bước tới, lão mai là tiến về phía tuổi già, niên kỷ lão mai, tuổi càng cao. Niên kỷ đa là có nghĩa là lớn tuổi rồi. Não tử, não tử có nghĩa là cái bộ não, đầu óc. Não tử, gì bù zhù shè le, gì bù zhù, nó cũng giống như gì bù duò mà chúng ta đã tìm hiểu có nghĩa là không nhớ được. Shì, shì đọc uống lưỡi là shè, có nghĩa là sự việc. Gì bù zhù shè le không nhớ được việc nữa rồi. Ai, nên thừa nhận, niên kỷ đa là, não tử, gì bù zhù shè le. Hay, nên thừa nhận lớn tuổi rồi, đầu óc không nhớ được việc gì nữa. Bài, nên thừa nhận, niên kỷ đa là, não tử, gì bù zhù shè le. Hay, nên thừa nhận, lớn tuổi rồi, đầu óc không nhớ được việc gì nữa. 但我知道是很重要的东西. 但我知道是很重要的东西. 但, nhưng mà, 我知道, ta biết rằng là, 是, là, 很重要的东西. 很重要, rất là quan trọng, rất là trọng yếu. 很重要的东西 là một thứ rất quan trọng. 但我知道是很重要的东西 nhưng ta biết là thứ đó rất quan trọng. 但我知道是很重要的东西. Lúc này thì Mã Đinh và Quách Mạc đã đến gần con rồng và Lana và các bạn nhỏ gặp nhau. Mã Đinh, Quách Mạc, 你好吗, Lana? À, Mã Đinh, 你终于来了. Mã Đinh, Quách Mạc, Mã Đinh, Quách Mạc. Mã Đinh nói là 你好吗, Lana? Cậu có ổn không, Lana? Và con rồng cũng rất vui mừng khi nhìn thấy Mã Đinh. Mã Đinh, 你终于来了. Trung yu, chúng ta đã tìm hiểu có nghĩa là cuối cùng thì. 你终于来了, cuối cùng thì cậu đã đến. Mã Đinh, Quách Mạc, 你好吗, Lana? Mã Đinh, 你终于来了. Mã Đinh nói rằng là 是的, 我准备好遵守规则和你决斗了. 是的, 我准备好遵守规则和你决斗了. 是的, đúng vậy. 我准备好遇到了. 准备好遇到了, có nghĩa là sẵn sàng cho việc gì đó rồi. Ví dụ như là 准备好迎接, chuẩn bị hảo nghênh tiếp, có nghĩa là sẵn sàng để tiếp đón, sẵn sàng để nghênh đón. 准备好比赛, chuẩn bị hảo tỷ tái, có nghĩa là sẵn sàng để tỷ tái, để thi đấu. 准备好考试, sẵn sàng cho cái việc thi cử. 遵守规则, tuân thủ quy tắc. Trong phần trước chúng ta đã học cái từ vi phạm có nghĩa là vi phạm gì đó, vi phạm kỷ luật, vi phạm quy luật, quy tắc vân vân. Thì từ trái nghĩa với vi phạm đó là tuân thủ kỷ luật, tuân thủ theo cái kỷ luật của một tổ chức, một công ty. Tuân thủ quy luật, làm theo, thuận theo cái quy luật nào đó. Tuân thủ pháp luật, tuân theo pháp luật.
遵守规则 làm theo quy tắc, 遵守规则和你决斗和爱的决斗分给了 quyết đấu, quyết phân thắng bại với ai đó. 是的，我准备好遵守规则和你决斗了。Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng tuân thủ quy tắc quyết đấu với ông rồi. 是的，我准备好遵守规则和你决斗了。Còn trọng nữa là 正及时，规则是这样的。正及时，规则是这样的。正及时 vừa đúng lúc, 及时 có nghĩa là kịp thời, đúng lúc. 及时完成 kịp thời hoàn thành, hay là 及时刹车 kịp thời, 刹车 có nghĩa là phanh xe, phanh cái xe lại kịp thời, hoặc là 及时刹车. Hay 及时解决 có nghĩa là giải quyết kịp thời. 及时更正 có nghĩa là điều chỉnh, 更正 có nghĩa là điều chỉnh cho đúng. Hay là 及时赶到 赶到 có nghĩa làđến nơi, 及时赶到, đến nơi kịp giờ, 正及时, chính, kịp thời, có nghĩa là vừa đúng lúc, vừa kịp lúc. 规则是这样的, 规则是这样的, 规则là thế này. 正及时, 规则是这样的, 谁的火吐得远, 谁就是最好的宝物的守卫者。 谁的火吐得远一些, 就是最好的宝物的守卫者。 谁的火, 火的火了, 了, 谁的火。Lửa của ai thủ được yuan y xie. Cái y xie mà đặt ở phía sau cái tính từ thì nó có nghĩa là hơn. Như lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu trong cái ví dụ là tha lìa sấy cơ sở cao y xie, có nghĩa là ai cao hơn. Yuan y xie là ai xa hơn. Tớ có nghĩa là được. Sấy đa hùa thủ được yuan y xie, ai phong lửa được xa hơn. Chứ sẽ chính thầy là, thì chính là tuy hào đơ, tuy hào đơ có nghĩa là cái gì đó tốt nhất. Bảo vật của 守卫者, 守卫者, thủ vệ, 守卫, chúng ta đã tìm hiểu có nghĩa là canh giữ, giống như là canh sổ, và 者, giả có nghĩa là người, 守卫者là người canh giữ, người trong giữ. Bảo vật của 守卫者, người canh giữ của bảo vật. Tuy hào đơ bảo vật của 守卫者, người canh giữ bảo vật tốt nhất. 谁的火吐得远一些, 就是最好的宝物的守卫者. Lửa của ai phun xa hơn, thì chính là người canh giữ bảo vật thích hợp nhất. 谁的火吐得远，谁就是最好的宝物的守卫者。输的一方应该，他应该干什么？退休吗？输的一方应该，và cũng rằng là quên mất cái nội dung ở đây. 应该干什么？退休吗？输的一方，输 chúng ta đã biết có nghĩa là thua. 输的一方 là bên bị thua, bên nào bị thua thì 应该 thì nên thì phải. 应该干什么？ nên làm gì nhỉ？ 退休吗？退休, thoái hưu, thoái là lui, hưu là nghỉ ngơi, lui về nghỉ ngơi, có nghĩa là về hưu. Thuê siêu nhãn liễn, thoái hưu niên linh, có nghĩa là cái tuổi, độ tuổi về hưu. Thuê siêu chín, thoái hưu kim, có nghĩa là cái tiền trợ cấp hưu. Thuê siêu mà, là về hưu sao? Sưu tự yên phong, ingay, thân gái, ingay 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 gái, ingay除非是啊，对了，他要跳到熔岩里去。除非是啊，对，除非那这非，中间了，ngoài trừ, loại trừ cái gì đó ra. Cái từ 除非 nó chỉ một cái sự vật sự việc gì đó mà nó đặc biệt, nó chỉ có một, nó khác với tất cả những thứ còn lại, và nó có hai cách dùng, và hai cách dùng này cũng hơi trái ngược nhau. Cách dùng thứ nhất đó là nó có nghĩa là ngoại trừ sự vật sự việc gì đó. Ví dụ như là 那件事情除非他谁也不知道。那件事情cái sự việc ấy, sự kiện ấy, 除非他, trừ phi ta, có nghĩa là trừ anh ta ra, ngoài trừ anh ta ra, thì 谁也不知道。谁也ai cũng不知道, không biết. Ngoài trừ anh ta ra thì tất cả những người khác đều không biết. Cách dùng này nó chú trọng những cái thứ khác, cái sự vật mà chúng ta đang đề cập đến. Cách dùng thứ hai đó là nó có nghĩa là chỉ có thể là một khả năng nào đó mà thôi. Chúng ta thường hay nghe câu nói là muốn người khác không biết thì trừ phi mình không làm, hay là chỉ có thể là mình không làm. Khi làm một cái việc mờ ám gì đó thì 若要人不知除非己莫为. 若要nhược yếu, nếu muốn 人người ta 不知không biết thì 除非 trừ phi chỉ chính mình mua về đừng có làm.
trừ phi mình không làm. Hay có thể nói là chỉ có thể là mình không làm, thì người khác mới không biết cái việc xấu của mình mà thôi. Ở đây cái chủ phê nó nhấn mạnh cái sự vật sự việc mà chúng ta đang đề cập đến chỉ có một mà thôi. Cái chủ phê ở đây thì nó có nghĩa là loại trừ cái khả năng kia, cái khả năng mà thôi xíu thì đúng rồi. Tha yào, tha ở đây chỉ cho cái su de yi fang, tức là cái bên thua, cái người thua thì hắn ta tha yào phải tiao dao rong yan li qu. Tiao là nhảy, tiao dao đâu đó, qu có nghĩa là nhảy vào đâu đó. Chúng ta có bổ ngữ xu hướng lại và qu, nó là cái bổ ngữ chỉ cái phương hướng diễn ra của hành động. Khi mà cái hành động đó đi về hướng của mình thì chúng ta gọi là lại, và khi đi xa cái hướng của mình thì gọi là chuyện. Khi chúng ta thấy một ai đó đang đi đâu đó mà chúng ta không biết thì chúng ta hỏi là sang nả chuyện, đi đâu đấy. Còn khi chúng ta yêu cầu ai đó, bảo ai đó là đến lại gần mình thì tao trê biên lại, dùng chữ lại, tao trê biên lại, lại đây nào. Tiao dao rong yan li qu, nhảy vào trong cái dung nham rong yan li. Ê, chú vây xì à, đôi lắm à, thà yào tiao dao rong yan li qu. Các bọn nhỏ đều rất là kinh hãi. Xiên yên sầu vây trở xiên lại, wò xiên lại. Xiên yên sầu vây trở xiên lại, wò xiên lại. Xiên yên hiện nhiệm, hiện nhiệm, hiện là hiện tại, nhiệm là đảm nhiệm, hiện tại đang đảm nhiệm cái chức vụ, nó gọi là xiên nhiệm. Tiếng Việt chúng ta hay gọi là đương nhiệm. Trước cái xiên nhiệm, tức là cái đời trước thì gọi là chén nhiệm, tiền nhiệm. Còn người mới nhận chức vụ thì gọi là xiên nhiệm, tân nhiệm. Xiên nhiệm sầu vệ trở, người canh giữ đương nhiệm, xiên lại. Xiên lại có nghĩa là làm trước. Wo xiên lại, ta làm trước. Xiên nhiệm sầu vệ trở xiên lại, wo xiên lại. Con rồng đã khạc ra một cái ngọn lửa rất là cao, rất là dài. Các bạn nhỏ sợ hãi kêu lên là Tha hải chân sư lão tăng y trọng à. Hải chân sư, chân sư thật là, hải chân sư có nghĩa là quả thật là, đúng thật là. Nó nhấn mạnh hơn một chút. Chê chủng sư hải chân sư quả chen sảo vấn. Chê chủng sư, cái sự việc này, cái việc này. Hải chân sư, quả thật là quả chen sảo vấn, quả kiến thiểu văn, có nghĩa là hiếm thấy, ít khi nghe thấy. Việc này cũng thật là hiếm thấy. Hải chân sư, lão tăng y trọng, lão đường ít tráng, lão là già, đường là nên, phải. Y trọng ít tráng có nghĩa là khỏe mạnh, tráng kiện. Lão tăng y trọng, cái câu trong tiếng Việt chúng ta hay nói là gừng càng già càng cay, để chỉ cái người già. Nhưng mà cái sức khỏe hay là cái tinh thần nó vẫn còn rất là minh mẫn, rất là khỏe mạnh. Và có một câu tương tự như vậy cũng gần với cái câu gừng càng già càng cay hơn, đó là câu Giang quỷ ý xin Khương quế dư tân. Khương là gừng, quế là cái cây quế. Cái cây quế mà chúng ta hay lấy vỏ để làm hương liệu. Dư là dư, là có dư có thừa. Xin là cây. Giang quỷ ý xin có nghĩa là cây gừng và cây quế càng lâu năm càng già thì nó càng cay. 不要轻视老年的作用, 将鬼于心, 老当益壮呢? 不要轻视, đừng có xem thường, khinh thị, có nghĩa là xem nhẹ, xem thường. 老年的作用, 老年的作用, có nghĩa là cái năng lực của những người già, năng lực của tuổi già. 将鬼于心, 老当益壮呢? Gừng càng già càng cay đấy. 他还真是老当益壮啊, ông ta quả là gừng càng già càng cay. Và sau đó thì con rồng nói với Mã Đinh là Luân đạo nhỉ lớn chứ luân ở đây có nghĩa là luân lưu, luân chuyển, luân phiên. Luân đạo có nghĩa là đến lượt, luân đạo nhỉ lớn, đến lượt cậu rồi. Lúc này thì Mã Đinh cảm thấy cổ họng rất bình thường, cho nên là cậu bé đã nghĩ ra một cách, đó là đi đến hớp cái khí ở trong cái dòng dung nham. Khi nóng này làm cho cổ họng của cậu khó chịu và cậu có thể ho được. Quách Mặc và Lana không hiểu là Mã Đinh đang làm gì, cho nên hỏi là Tha zǎn me lo? Zǎn me lo? Sao thế? Tha zǎn me lo? Cậu ấy làm sao thế? Tha zǎn me lo? Sau khi đã hớp hơi nóng trong dòng dung nham thì Mã Đinh cảm thấy rất khó chịu trong cổ họng và cậu bắt đầu ho. Cậu phun ra một cái tia lửa còn dài và xa hơn cả con rồng khổng lồ. Và hai bạn của Mã Đinh kêu lên là Mã Đinh yến lo! Mã Đinh yến lo, vạn sui! Mã Đinh yến lo, vạn sui!
赢了唐睿，马丁唐睿，马丁赢了，万岁梦南欢呼。khi mà ăn mừng chúng ta dùng cái chữ vạn xuê muôn năm, dĩ nhiên là con rồng già đã thất bại và tuân theo cái quy tắc đã đề ra. Con rồng đi lên một cây cầu cao và định nhảy xuống dòng dung nham nhưng đã bị Mã Đinh cản lại. Đừng có, tôi nghĩ cậu sai rồi. Đừng có, tôi nghĩ cậu sai rồi. Đừng có, đợi đã. Tôi nghĩ là nghĩ cậu sai rồi. Cậu sai.搞他啊，错了sai，搞了烂，搞错，刚才了nhầm lẫn，你没有搞错吧？这怎么可能？你没有搞错吧？bạn không nhầm đấy chứ, không nhầm lẫn gì đấy chứ? 这 việc này怎么可能？ sao có thể được? sao có thể như vậy được? 等等，我想你搞错了。đợi đã, tôi nghĩ ông đã nhầm rồi. 不规则就是规则，我应该跳到熔岩里。不规则就是规则，我应该跳到熔岩里。不không, quy tắc chính là quy tắc. Và con rồng lại tiếp tục nhắc quy tắc bất di bất dịch là quy tắc chính là quy tắc. Quy tắc vẫn là quy tắc. Tôi nên, ta nên, thiệu đạo rồng yên lý, thiệu đạo nhảy vào trong cái rồng yên lý, trong dung nham. Bộ quy tắc chính là quy tắc, tôi nên thiệu đạo rồng yên lý. Mã Đình nói là, Bộ, nhị đề kinh tế thái chạy là, tôi hiện tại sáng chỉ lại là,不，你的记性太差了。我现在想起来了。不，空，你的记性太差了。记性 ký ức, có nghĩa là trí nhớ. 记性 nó đồng nghĩa với 记忆力 ký ức lực, có nghĩa là cái trí nhớ, khả năng ghi nhớ. 欠债的多健忘，讨债的记性强。欠债 có nghĩa là thiếu nợ, 欠债的 kẻ thiếu nợ thì 多健忘, đa phần là đều 健忘, kiện vong, có nghĩa là mau quên.dễ quên, thảo trại đó, người đòi nợ, kẻ đòi nợ thì trí sinh chẳng, trí nhớ rất là chẳng, rất là chẳng có nghĩa là tốt, trí sinh chẳng, nhớ rất là dai. 欠债的多健忘，讨债的记性强。差 sai có nghĩa là kém, 记性差, trí nhớ kém, 记性太差了, 太 đi đó, là có nghĩa là quá lắm, 记性太差了, trí nhớ quá kém. 我现在, bây giờ tôi,想起来了啊，想起来，想起来，có nghĩa là nhớ ra một cái sự việc gì đó mà mình đã quên đi, bây giờ mình nhớ ra thì gọi là 想起来。比如你了，要付钱的时候，我才想起来我没带钱。要付钱的时候，đến lúc mà cần phải trả tiền, phải付钱了thì 我才 tôi mới 想起来 mới nhớ ra mới sực nhớ ra là 我没带钱 tôi không có mang tiền.Nó khác với xiang chu lại. Xiang chu lại, xuất lại có nghĩa là ra. Xiang chu lại có nghĩa là nghĩ ra một cái ý tưởng gì đó. Chế cái bàn phà, sư sĩ xiang chu lại đó. Chế cái bàn phà, cái biện pháp này, cách này, sư sĩ xiang chu lại đó. Cách này là do ai nghĩ ra. Bù, nì tờ chi xin thai chà là. Wo xin ta xiang chi lại là. Không, trí nhớ của ông quá kém rồi. Tôi đã nhớ ra rồi. Bù, nì tờ chi xin thai chà là. Wo xin ta xiang chi lại là. Sao miền xuống.输的人应该退休。上面说，上面藤影，có nghĩa ở bên trên đó. Ví dụ như bên trên một cái cuốn sách gì đó, bên trên một cái nội quy gì đó, chúng ta sẽ dùng 上面啊。上面说，啊，这里呢，输的人，người thua thì应该thì nên退休， thoái hưu nên về hưu。上面说，输的人应该退休，这里呢，người nào thua thì nên về hưu。上面说，输的人应该退休。你肯定？肯定。好吧，我服从规则。公长回来了，你肯定？马丁答来了，肯定。好吧，我服从规则。你肯定？这就肯定，肯定，刚才了，将将。只要你努力工作，肯定会得到应有的回报。只要几更，你努力工作，bạn nỗ lực công tác, nỗ lực làm việc thì 肯定, nhất định, 会, sẽ.Tựa đạo sẽ đạt được cái yên dội và khỏe bọ, cái hồi báo, cái đền đáp xứng đáng. Thì khẳng định ở đây nó là một cái dự đoán trong tương lai thôi, nhưng mà có vẻ là chắc chắn rằng, chắc chắn sẽ. Ngoài ra cái chữ khẳng định, khi mà làm danh từ thì nó là cái sự khẳng định, cái sự công nhận, cái sự khích lệ của ai đó. À, ví dụ, tựa đạo phần sư đã khẳng định, phần sư là dịch âm của chữ fans, tựa đạo ai đó.的肯定có nghĩa là được cái sự khẳng định, được sự công nhận của ai đó. 得到粉丝的肯定, nhận được sự khẳng định của người hâm mộ. 你肯定, 肯定,
Cậu chắc chứ? Chắc chắn. Hào ba. Chứ ba ở đây nó có cái ngữ khí là thôi được. Hào ba, thôi được vậy. Tỏ cái vẻ giống như là miễn cưỡng. Wo fu cong quy zhe. Ngã phục tùng quy tắc. Lúc nãy là tuân sổ quy zhe, bây giờ là phú cong quy zhe thì nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà từ phú cong thì nó có ý mềm yếu hơn, như phục tục, làm theo. Như là phú cong mệnh lệnh. Phú cong mệnh lệnh, phục tùng mệnh lệnh. Nghe theo mệnh lệnh, làm theo mệnh lệnh. Phú cong an bài, phục tùng an bài, làm theo cái sự sắp xếp, cái sự an bài. Sảo su phú cong đa su, thiểu số phục tùng đa số. Wo fu cong quy zhe, ta phục tùng theo quy tắc. 你肯定？肯定。好吧，我服从规则。và con rồng vui mừng thu dọn hành lý. 我现在终于可以回家了。我现在终于可以回家了。我现在，ta bây giờ, 终于 cuối cùng thì, 可以回家了。có thể hồi gia có thể về nhà rồi. 我现在终于可以回家了。Lana nói với các bạn rằng là.现在我们该回去了，不然董老师会担心我们出事了。现在我们该回去了，不然董老师会担心我们出事了。现在 bây giờ 我们该 chúng ta nên 回去了 đi về rồi. 不然 nếu không thì 其实不然 nó cũng giống như chữ phổ giờ. Với cách dùng liên từ thì 不然 hay 否则 nó đều giống nhau. Ở cái chữ phổ giờ lúc trước cũng có nghĩa là nếu không thì, chúng ta có ví dụ là除非我不想赢，否则没人能让我输。Trừ khi ta không muốn thắng, nếu không thì chẳng ai khiến ta thua được. Chúng ta có thể thay cái 否则 đây bằng 不然。除非我不想赢，不然没人能让我输。不然 nếu không thì 董老师 là cô đồng, cô giáo đồng 会 sẽ 担心 sẽ lo lắng 我们出事了。出事 xuất sự có nghĩa là xảy ra cái việc không hay。现在我们该回去了，不然董老师会担心我们出事了。Bây giờ tụi mình nên về rồi, nếu không thì cô đồng sẽ lo rằng tụi mình đã xảy ra chuyện rồi. 现在我们该回去了，不然董老师会担心我们出事了。Quách Mạc nói rằng là 我们早就应该从高校长的办公室回来了。我们早就应该从高校长的办公室回来了。我们早就早就 chúng ta đã tìm hiểu trong phần trước có nghĩa là sớm từ trước rồi. 早就应该nên làm gì đó từ sớm rồi. 从高校长的办公室回来了. 从đâu đó回来có nghĩa là trở về từ đâu đó. 从高校长的办公室回来, trở về từ phòng làm việc của hiệu trưởng cao. 我们早就应该从高校长的办公室回来了. Lẽ ra tụi mình phải trở về từ phòng của hiệu trưởng cao từ lâu rồi. 我们早就应该从高校长的办公室回来了. 我们会挨罚的, 还有你罗娜。 我们会挨罚的。还有你啊，罗娜，我们会挨罚的。挨罚，挨có nghĩa là chịu bị, ái phá là bị phạt, ái đả là bị đánh, ái ma bị mắng, ái phê bình, ái phê bình có nghĩa là bị phê bình. Rèn chi ái ngựa là một câu thành ngữ. Rèn và ái có nghĩa giống nhau. Rèn chi ái ngựa, chi và ngựa đều có nghĩa là đói. Rèn chi ái ngựa có nghĩa là chịu đói chịu khát. 我们会挨罚的，chúng ta sẽ bị phạt đấy.还有你啊，罗娜，cả cậu nữa là nà. 我们会挨罚的，还有你，罗娜。Các bạn nhỏ sợ bây giờ trở về thì cũng sẽ bị phạt, cho nên đã lên một kế hoạch và nhờ ông rồng giúp đỡ. 龙先生，你走之前能不能帮我们一个忙？龙先生，你走之前能不能帮我们一个忙？龙先生 ，Long Tiên Sinh có nghĩa là ông rồng, ngài rồng. 龙先生。Ông rồng à, 你走之前, cái gì đó, 之前, có nghĩa là trước khi, 你走之前, trước khi ông đi, 能不能, có thể nào, 帮我们一个忙, 帮, giúp đỡ, 帮我们, giúp đỡ chúng cháu, 一个忙, là một việc. 龙先生, 你走之前, 能不能帮我们一个忙? Ông rồng à, trước khi ông đi, có thể giúp chúng cháu một việc, được không? 龙先生, 你走之前, 能不能帮我们一个忙? Và ông rồng trả lời rất nhiệt tình là,老守护者对新守护者不能说不。老守护者对新守护者不能说不。守护者，那么giống như守卫者对， là người canh giữ, người bảo vệ. Và lão là cũ, xin là mới. 老守护者对新守护者， người canh giữ cũ đối với người canh giữ mới thì 不能说不, không thể nói là 不, không thể nói không.
tức là người canh giữ cũ thì không thể nói không với người canh giữ mới, phải sẵn sàng giúp đỡ. 老守护者对新守护者不能说不。 老守护者对新守护者不能说不。 Sau đó các bạn nhỏ về lại với ngôi trường. Lana hỏi Mã Đình là 你肯定能行吗? 但愿吧。 你肯定能行吗? Mã Đình trả lời là 但愿吧。 你肯定能行吗? 肯定 là chắc chắn, chúng ta vừa mới tìm hiểu. 你肯定能行吗? Bạn có chắc chắn là được hay không? 能行吗? Mã Đình trả lời là 但愿吧。 Đảm nguyện có nghĩa là mong rằng. 但愿吧, mong rằng là vậy. 但愿 nó cũng giống như là hy vọng. 但愿如此, đảm nguyện như thế có nghĩa là mong rằng là thế. 但愿人间无疾苦, đảm nguyện nhân gian vô tật khổ, mong sao nhân gian không còn đau khổ. 你肯定能行吗? 当愿吧. Sau đó các bạn nhỏ gõ cửa vào trong phòng của hiệu trưởng Cao. 进来, 马丁和郭沫你们又被叫来了。 Xin lại, vào đi. Lại nhìn thấy Mã Đình và Quách Mạc, hiệu trưởng tỏ vẻ ngán ngẩm và nói là Mã Đình và Quách Mạc, nì mình yêu bị chào lại là Mã Đình và Quách Mạc, Mã Đình và Quách Mạc, nì mình, các em, yêu bị chào lại là yêu gì đó, là có nghĩa là lại rồi, lại lặp lại một lần nữa rồi, bị chào lại, bị gọi đến. Mã Đình và Quách Mạc, nì mình yêu bị chào lại là Mã Đình và Quách Mạc, các em lại bị gọi đến đây rồi. Xin lại, Mã Đình và Quách Mạc, 你们又被叫来了。这次为什么？我倒要听听。这次为什么？我倒要听听。 这次, lần này, 为什么? Là vì sao? 我倒要听听. Ở đây có chữ 倒要. 倒 có nghĩa là lộn ngược lại, ngược lại. Thì 倒要 nó chỉ một cái hành động gì đó mà nó khác với bình thường hay là khác với cái lẽ thường. Có nghĩa là ngược lại, thay lại. Ví dụ như trong câu này, 我倒要看看你有什么能耐竟然如此嚣张。 我倒要看看, tôi lại cứ muốn xem 你有什么能耐, anh có cái tài cán gì, anh có năng lực gì, 竟然 mà lại 如此嚣张, mà lại hống hách như thế. Thì cái chữ 倒要 ở đây, lại cứ ở đây, nó có cái ý là thách thức, có nghĩa là tôi không sợ anh đâu, mà tôi rất là hứng thú để xem anh có cái tài cán gì. Tương tự như vậy thì 我倒要听听 có nghĩa là ta lại muốn nghe xem. Nhấn mạnh thêm cái ý là khó hiểu. 这次为什么? 我倒要听听. Lần này là vì cái gì hả? Ta lại muốn nghe xem là cái gì? 这次为什么? 我倒要听听. Quay lại với thầy quản lý thì thầy ở văn đang chờ sự hồi đáp từ Tu Xuyên, từ ngài thanh tra giáo dục. 怎么回事? 我是督学请讲. Đúng lúc này thì có một tiếng động lớn và giống như là động đất đã xảy ra, mọi thứ đều lộn nhào cả lên. 怎么回事呀? 怎么回事? Có nghĩa là chuyện gì thế? Đúng lúc này thì đầu dây bên kia có người nói là 我是督学请讲. 我是督学, tôi là thanh tra đây, 请讲, xin mời nói. 怎么回事? 我是督学请讲. 你好尊敬的先生, 我是葛主任. 你好尊敬的先生, 我是葛主任. 你好, xin chào, 尊敬的先生, 尊敬的, có nghĩa là tôn kính, đáng kính. 尊敬的先生, gọi là quý ông đáng kính. 我是葛主任, tôi là chủ nhiệm các. 你好尊敬的先生, 我是葛主任. 我打电话是要告诉你学校有人不称职呀。 我打电话是要告诉你学校有人不称职啊。 我打电话, tôi gọi điện thoại, 是, là, 是要, là để, là cần, 告诉你, cần nói với anh, là cần nói với anh, 学校有人, ở trường học có người, 不称职啊, không có xứng chức, có người tắc trách. 我打电话是要告诉你学校有人不称职呀. Nhưng khi vừa nói đến đây thì trận động đất đã xảy ra và tất cả mọi thứ, và điện thoại của thầy quản lý cũng bị rơi xuống dưới lòng đất. Trận động đất này chính là do ông rồng già tạo ra để giúp các bạn nhỏ. Quay lại với phòng hiệu trưởng thì thầy hiệu trưởng đang gọi điện. 肯定是地震我当然确定肯定是地震我当然确定. 肯定是, chắc chắn là, 地震, địa chấn có nghĩa là động đất. 我当然确定, tôi đương nhiên là 确定, xác định. 确定, xác định nó có nghĩa là cái sự xác định trải qua cái sự nghiên cứu. Ví dụ như là 会议日程 已 确 定 下 来 了. 会议日程, lịch trình của hội nghị nhật trình, 已 đã 确 定 下 来.
cái bộ ngữ của确定ta thường gọi thường dùng là xa lại,确定下来có nghĩa là đã xác định rồi, không thay đổi rồi. 我当然确定, tôi đương nhiên là xác định, vì tôi đã xem xét và đã xác minh. 肯定是地震，我当然确定。把消防员、警察、市长、宪兵、军队都叫来，还有记者。把消防员、警察、市长、宪兵、军队都叫来，还有记者。把挨着叫来，更加了gọi挨着的。把消防员、lính chữa lính cứu hỏa lính chữa cháy、警察là cảnh sát、市长、thị trưởng、宪兵、hiến binh。Hiến binh có nghĩa là cái bộ phận quân đội tinh nhuệ của nhà nước. Chuyên đội là quân đội. Và xiao phóng viên, cảnh sát, sư trưởng, xiên binh, chuyên đội đều gọi lại. Gọi lính cứu hỏa, cảnh sát, thị trưởng, hiến binh, quân đội. Đến cả đây. Hãy yêu chi trò, còn có ký giả nữa, tức là cả nhà báo nữa. Và xiao phóng viên, cảnh sát, sư trưởng, xiên binh, chuyên đội đều gọi lại. Hãy yêu chi trò. Lần hỏi thầy hiệu trưởng là 校长先生马丁郭沫怎么办校长先生马丁郭沫怎么办校长先生爱有者马丁và quát mà马丁郭沫怎么办làm thế nào ạ xử lý thế nào 校长先生马丁郭沫怎么办让他们回班上去不离开学校统统回家让他们回班上去不离开学校统统回家让他们tức là cho các cậu ấy让他们回班上去回đâu đó, 去, có nghĩa là trở về đâu đó. 回班上去, 班上, 班thường có nghĩa là trên lớp. 回班上去, về lớp. Nhưng mà thầy lại suy nghĩ lại và nói là 不, không, 离开学校, 离开học hiệu có nghĩa là rời khỏi trường. 通通回家, 通通có nghĩa là tất tần tật. Tất cả đều, 那个地区的旱地通通改成了水田. 那个地区的旱地旱地旱地có nghĩa là cái mảnh đất khô hạn vùng đất khô hạn nơi cái địa chỉ là hạn địa đất khô hạn của khu vực đó thông thông cải thành là suối thiền tất cả đều cải thành là đã chuyển đổi thành suối thiền ruộng nước thông thông hồi gia tất cả đều về nhà rằng họ hồi bán sang chứ bộ ly khai xuất sắc thông thông hồi gia trên đường đi về thì các bạn chơi ném tuyết với nhau lần nào nói với Mã Đinh là Mà Tinh, 我想说谢谢你到龙洞来救我。Mà Tinh, Mà Đinh nè, 我想说, tôi muốn nói là 谢谢你, cảm ơn cậu, 到龙洞来, 到đâu đó, 来, có nghĩa là đến đâu đó. 龙洞, long động, là cái động rồng. 到龙洞来, 救我, đến long động để cứu tớ. Mà Tinh, 我想说谢谢你到龙洞来救我。谢谢你到龙洞来救我这真的没什么你真勇敢是个英雄这真的没什么马丁说兰娜说了你真勇敢是个英雄这我给了 Vic 呢跟你真的没什么真的他是了没什么không có gì không có gì đáng để cảm ơn khi nhận một lời cảm ơn thì chúng ta có thể có những cách trả lời sau đây 没什么 không có gì 没关系cũng có nghĩa là không có gì, không sao. Ú phản cũng như vậy, có nghĩa là đừng bận tâm, không có gì. Bú khờ chỉ, đừng khách sáo. Bú dùng xì, không cần cảm ơn đâu. Chờ chân tâm mấy sầm mỏ, việc ấy thật sự là không có gì đâu. Nhì chân dũng cảm là dũng cảm. Dũng cảm thì trái nghĩa với hèn nhát là chia nụa, khiếp nụa, nhút nhát, hèn nhát. Nhì chân dũng cảm, cậu thật là dũng cảm, sư cơ yên xuống. Anh hùng là anh hùng. Anh hùng thì trái nghĩa với nọ phu. Nọ phu là kẻ hèn nhát chúng ta đã tìm hiểu. Như chân dũng cảm, sư cả yên xuống. Cậu thật là dũng cảm, là một anh hùng. Chứ chân là mấy rồi mà. Như chân dũng cảm, sư cả yên xuống. Lúc này thì quách mà kêu là Đã y chẳng mà yên xuống. Ờ, lại là Đã y chẳng mà yên xuống. Đã y chẳng có nghĩa là đánh một trận. Nói đầy đủ là tả y chẳng xuyệt trạng. Tả trạng có nghĩa là đánh trận. Chi phê ra đánh nhau gọi là tả trạng. Đánh trận tuyết thì gọi là xuyệt trạng. Và lượng từ của nó là chẳng. Tả y chẳng xuyệt trạng. Đánh một trận tuyết. Tả y chẳng mà yên xuống. Đánh một trận không anh hùng. Mà Đinh đáp lại là Wo lái lọ. Và các bạn bắt đầu chơi ném tuyết với nhau. Rất là vui vẻ. Tả y chẳng mà yên xuống. Wo lái lọ.
như vậy là đã kết thúc một ngày của Mã Đinh. Chỉ thiên chân là hẳn bù bình thường, đàn chế quả hẳn hào, bù sư mơ? Chỉ thiên chân là hẳn bù bình thường, đàn chế quả hẳn hào, bù sư mơ? Chỉ thiên, ngày hôm nay, ngày này, chân là, thật sự là, hẳn bù bình thường. Bình thường là bình thường, chỉ cái cuộc sống như thường nhật. Trân trọng và bình thường là hai từ nó hơi giống nhau. Về từ trân trọng chúng ta đã tìm hiểu trong phần trước, đó là nó chỉ cái điều gì đó nó bình thường, nó không có gì bất thường. Từ bình thường cũng giống như vậy, nhưng mà bình thường thì nó thường chỉ cái sự bình dị, bình yên. Nó đối lập với những cái điều vượt quá cái sự bình thường, việc vượt quá cái sự bình dị tầm thường. Ví dụ là bình thường nhân thì cũng là người bình thường, nhưng mà người bình thường so với những cái người nổi tiếng, không phải là người nổi tiếng, không phải là người gì mà quá xuất sắc, chỉ là bình thường nhân thôi. Còn khi chúng ta nói trân trọng nhân thì có nghĩa là người bình thường, không có bị gì tật. Bình thường sinh hoạt có nghĩa là cuộc sống bình dị, không phải là một cuộc sống xa hoa, giàu sang phú quý. Còn trân trọng sinh hoạt là cuộc sống bình thường, không có gặp những cái điều bất trắc. Trở về với bình thường thì hồi quê bình thường, trở về với cái thường ngày bình dị hàng ngày. Hồi phục trân trọng thì chúng ta hiểu là nó đã có gì đó bất thường, có gì đó rắc rối và bây giờ nó trở lại được như bình thường. Thì hai từ này nó khá là giống nhau, nhưng mà nó có một chút xíu khác nhau như vậy. Hôm nay thật là một ngày rất không bình thường. Thì ở đây dùng bình thường nó có cái nghĩa là một ngày khá là ly kỳ, khác thường, khá là đặc biệt. Tàn chế của hẳn hảo, chế của kết quả, kết cục. Tàn chế của hẳn hảo, nhưng mà kết quả rất tốt, bù sư mơ? Không phải sao? Chỉ thiên chân là hẳn bù bình thường, đàn chế quả hẳn hảo, bù sư mơ?这些怪事还会发生在我身上，这些怪事还会发生在我身上的，这些你应该呢，这些怪事，怪，歪，更也了，歪，以歪了，这些怪事，những cái việc歪đảng này还会vẫn sẽ còn发生在我身上的，发生在爱到身上，更也了，xảy ra với ai đó，发生在别人身上是故事，发生在自己身上是事故。发生在别人身上，更意了 xảy ra với người khác. Cái việc xảy ra với người khác thì là 是故事，nó là cái cố sự, tức là cái câu chuyện. Nó chỉ là cái câu chuyện để chúng ta bàn tán. Còn 发生在自己身上， xảy ra với 自己, với chính mình thì nó mới thực sự 是事故，là một cái sự cố. 这些怪事儿还会发生在我身上。Những việc quái đản này sẽ còn xảy ra với tớ nữa.